Xin mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Sau đây mình sẽ test thử cái chai mà là tẩy cái xó vết trầy này có hiệu nghiệm coi giống như mà quảng cáo không, để mình thử cho các bạn xem nha. Đây cái chai này các bạn, mình cũng nghe nhiều người nói là như là không có hiệu nghiệm gì hết trơn. Trời, để bữa nay mình kiểm tra thử coi sao. Cái vết trầy nặng này thì để mình thử cái vết trầy nặng thử nè. Cũng không có hiệu nghiệm gì hết trơn rồi. Thử cái dính nhỏ này thử coi sao. Nó cũng không có ra mà ra dơ vẫn trơn trọi, dơ nó vẫn còn luôn nè, không có trong. Sau khi mình đã chà thử nè, cô không thấy gì hết trơn trời. Rồi sau khi mà mình chà này cái nọ, mình tẩy thử coi mà không có thấm tháp đâu dù hết các bạn. Nó cũng không có mà xó vết dơ được, nói chung là y như là mình chà lên cho có lợi thôi, chứ không có mà xó được cái gì chứ trời. Làm thử nè, để lấy hộp đá nhìn gạt thử cái đường nhỏ nhỏ thôi, nhẹ thôi nè. Đây cái đường này đó, đường này nè, xó thử rồi.
thấy quảng cáo trên hình thì trên trên Facebook thì cũng cũng chà là cũng mắc tiêu hết trơn trọi, nhưng mà mình mua về thì mình không có thấy đâu vô đâu hết trơn trọi. Đây vẫn còn không có mắc nha các bạn. Đây là chỉ là cái đường nhỏ thôi mà cũng không mắc, vậy sao mấy cái vết trầy này nè mà mình có thể xóa được. Để mình thử cái mấy cái vết trầy bằng cà na thử coi coi sao, để mình kiểm tra lại coi. Đây cà na thì những cái chỗ mà nhỏ nhỏ như vậy thì đã tróc nó hết nè, đã tróc nó hết để chứng tỏ là đây tróc nó hết, để chứng tỏ là cái chai này nó phù hợp cà na salad salad. Đây những cái nhỏ nhỏ nè, đây những cái nhỏ nhỏ mình nó đánh nó hết nè, cái này thì chai nhiều. Đây những cái nhỏ này nè, đây cái nhỏ này nè. Tróc ra hết. Còn những cây gì mà nhiều quá thì mà nó không ra. Nhưng mà ra những cái nhỏ này cũng quá tốt rồi. Này trời nặng quá. Đây mình đánh thử cái này. Cái này cũng dứt chạy nè, đánh thử cà na nha. Đây nó đang chóc ra hết nè. Mình đánh rất là mạnh. Đây là vết trầy. Mở ra. Đây là chứng tỏ cái chai này là hô hấp cà na rồi. Quảng cáo thì thấy cũng rất là hay, chạy như cỡ nào cỡ cũng ra trơn trọi, vậy mà cuối cùng nó không được gì trơn trọi. Các bạn nào mà có ý định muốn muốn mua cái chai này á thì phải suy nghĩ lại, chứ để mất công mua chai này về cũng sử dụng cũng không được. Cái chai này thì nó này nó vậy nè, nó
đục trắng như sữa. Không không có tác dụng gì hết trơn trời.